Ngày 9 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Quý Mão, chùa Hòa Hưng, thôn Thạch Kiều, xã Tâm Xuân 2, huyện Núi Thành, trang nghiêm cư hành pháp lễ tạ đàn dược sư, trai tăng cúng dường, cầu an chư gia bách tánh, quan lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Như Thọ, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, đương vi sám chủ trai đàn. Đến giờ hành lễ, Đại Đức Thích Thông Hòa, giám tự chùa Hòa Hưng, đã cung thỉnh Hòa Thượng sám chủ cùng Ban kinh sư quan lâm chánh điện. Hòa Thượng sám chủ niêm hương bạch Phật khai lễ, sái tình đàn tràng trong tiếng trì chú phổ am trầm hùng của chư tôn đức, nhằm gieo duyên tạo phước cho hàng Phật tử, hướng nguyện một năm an lành. Chùa Hòa Hưng đã thành tâm thiết lễ trai tăng, cúng dường với sự chứng minh của chư vị Hòa Thượng, chư tôn đức tăng trong và ngoài tỉnh Quảng Nam đồng tham dự. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Thông Hòa đã dâng lời tác bạch cúng dường đến chư tăng, cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thở dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, gia đình Phật tử tín tâm kiên cố, bệnh tật tai ách tiêu trừ. Ban đạo từ Hòa Thượng Thích Phước Minh tán dương công đức hộ trì tam bảo của Phật tử chùa Hòa Hưng cũng như đạo tràng Phật tử các nơi về tham dự và góp phần kiến tạo trai đàn trang nghiêm. Được biết, trai đàn năm nay chùa Hòa Hưng tổ chức với nhiều nghi lễ ý nghĩa như cúng thí thực, phóng sanh, hoa đăng cầu siêu, trư hương linh trầm thủy tại bến sông Thạch Kiều, thuyết giảng trì tụng 54 biến chú đại bi, truy tiếng hương linh, tiếng cúng thiết thực nguyện cầu âm siêu dương thới, đất nước thái bình, nhân dân an lạc.